Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mỗi năm một lần, tạp chí Forbes danh tiếng của Mỹ lại bình chọn danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Danh sách này được hàng triệu người chờ đợi bởi nó tái hiện một cách sinh động bức tranh chính trị kinh tế thế giới trong một năm qua, dưới con mắt của những chuyên gia và nhà quan sát. Năm nay, người được đánh giá là quyền lực nhất thế giới tiếp tục là Tổng thống Nga Vladimir Putin sau một năm nắm giữ danh hiệu này của Forbes. Đứng sau ông Putin vẫn là Tổng thống Mỹ Barack Obama và những tên tuổi khác. Có vẻ như 2 năm đầu nhiệm kỳ thứ 2 đã đặt ra quá nhiều thử thách với người đứng đầu Nhà Trắng, trong khi người được coi là đối thủ của ông ở Điện Kremlin lại gia tăng quyền lực hơn bao giờ hết. Vladimir Putin. Top 5 trong danh sách năm 2014 của Forbes vẫn là những gương mặt cũ của năm 2013, với Tổng thống Nga Putin đứng ở vị trí thứ nhất, Tổng thống Mỹ Barack Obama xếp ở vị trí thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping đứng ở vị trí thứ ba, Giáo hoàng Francis và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel lần lượt ở vị trí thứ 4 và 5. Danh sách năm 2014 có thay đổi so với năm 2013 khi có 12 tên mới, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xếp thứ 15. Tỷ phú và sáng lập viên Alibaba, ông Jack Ma, người Trung Quốc, và thủ lĩnh của phiến quân IS Abu Bakr al-Baghdadi. Danh sách những người quyền lực nhất thế giới năm 2014 có 17 lãnh đạo tại các quốc gia với tổng GDP là 48.000 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là 39 CEO với doanh thu trong năm hơn 3.600 tỷ đô la Mỹ. Trong danh sách này có 26 người Mỹ, 19 người thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. 72 người này đại diện cho 7,2 tỷ người trên thế giới, thể hiện tổng số tiền bạc họ nắm giữ, số người họ tác động đến, lĩnh vực ảnh hưởng, cách thức sử dụng tích cực quyền lực. Danh sách xếp hạng thường niên 72 người quyền lực nhất thế giới, tương đương tỷ lệ 1 trên 100 triệu người trên trái đất của Forbes, được dựa trên phiếu bầu của hội đồng các biên tập viên của Forbes. Họ đã xem xét và cân nhắc kỹ các thông số và đánh giá dựa trên các quyền lực cứng, cách sử dụng quân sự và phương tiện kinh tế để tạo tầm ảnh hưởng. Đã 2 năm liên tiếp, ông chủ Điện Kremlin qua mặt người đứng đầu Nhà Trắng trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới của Forbes. Trở lại với chiếc ghế Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2012, chỉ 1 năm sau đó, ông Putin đã khẳng định vị thế của ông chưa bao giờ suy giảm sau 4 năm làm thủ tướng dưới thời người tương nhiệm Medvedev. Thậm chí là quyền lực của ông còn ngày càng tăng lên trong năm 2014. Điều này được Forbes đánh giá dựa trên hàng loạt các sự kiện lớn mà nổi bật là vai trò của ông Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Về đối nội, năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ, trong đó phải kể đến việc củng cố kiểm soát an ninh kinh tế đối với nước Nga. Nhưng những gì nâng cao vị thế của Putin cũng như nước Nga trong năm qua lại chính là chính sách đối ngoại. Vị Tổng thống 62 tuổi này được các biên tập viên Forbes đánh giá cao trong năm 2014 dựa vào các sự kiện như đã gia nhập Crimea, gián tiếp phát động chiến tranh tại Ukraine, cũng như việc ký với Trung Quốc hợp đồng xây dựng đường dẫn khí đốt trị giá hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Tạp chí cũng xem ông Putin là người đứng đầu quốc gia, mà dư luận của cộng đồng quốc tế không cản trở được ông theo đuổi các mục đích của mình. Bản thân tôi thấy rằng việc lựa chọn Tổng thống Putin là xứng đáng bởi tầm ảnh hưởng của ông Putin ra toàn cầu, cũng như chính sách cởi mở của ông ấy. Năm 2013, Tổng thống Nga cũng dẫn đầu danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới, được xuất bản hàng năm bởi tạp chí Forbes, thay thế vị trí số 1 của ông Barack Obama. Không chỉ nổi trội ở tầm quốc tế, trên thực tế mức độ tín nhiệm của Tổng thống Nga Putin trong lòng người dân Nga luôn ở mức cao. Do đó, thế giới không quá ngạc nhiên trước việc cả nước Nga vừa qua đều tưng bừng rộn ràng tổ chức sinh nhật cho Tổng thống Nga. Nếu như Tổng thống Nga Putin ngày càng gia tăng quyền lực, thì trái lại, vị thế của Tổng thống Mỹ Obama dường như lại càng sa sút. Đây là lần thứ 3 trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Obama đã để vụt mất vị trí hàng đầu trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới. 2 lần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2013-2014 và 1 lần trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Xi Jinping vào năm 2010. Song đây cũng là điều dễ hiểu bởi người đứng đầu Nhà Trắng đã phải đối mặt với quá nhiều thử thách cả trong và ngoài nước. Đơn cử gần đây nhất là thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đối trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ và nghiễm nhiên kiểm soát cả hai viện này. Sau thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, có thể nói Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lâm vào một tình cảnh cực kỳ khó khăn, rối rắm và đau đầu. Nước Mỹ đã từng bị quấy đảo bởi diễn biến của cuộc bạo loạn kéo dài tại thành phố Ferguson, bang Missouri, do hậu quả của việc thanh niên da đen 18 tuổi Michael Brown bị một cảnh sát bắn chết khi đang xuôi xuống phố cùng một người bạn chiều ngày 9 tháng 8 năm 2014. Việc một người dân bị cảnh sát bắn chết đã tồi tệ, song vụ này còn nghiêm trọng hơn khi nạn nhân là một người da đen không vũ khí, người nổ súng lại là một cảnh sát da trắng. Vụ việc một lần nữa sóng hồi chuông báo động về tình trạng cảnh sát bắn rơi chúng một cách bừa bãi và nạn kỳ thị chủng tộc cũng rất nhức nhối trong xã hội Mỹ, khiến chỉ số tín nhiệm của Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sụt giảm thảm hại. Ngoài ra, chi tiêu ngân sách liên bang nhiều lần đâm thủng trần quy định, chính phủ có thời gian phải ngừng hoạt động do hết tiền, nhiều dự luật quan trọng về nhập cư, y tế, bảo hiểm và súng đạn chưa tìm được lối thoát, chính là điều Tổng thống Mỹ Obama bị mất điểm trong mắt người dân. Không chỉ vậy, hình ảnh của Tổng thống Mỹ còn bị ảnh hưởng bởi sự thất bại của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông, sự tiến triển ì ạch trong hồ sơ hạt nhân Iran, cuộc khủng hoảng Ukraine chưa có hồi kết, cuộc chiến nửa vời chống tổ chức Hồi giáo IS ở Trung Đông, sự chậm trễ trong cuộc chiến phòng chống dịch Ebola, mối quan hệ Nga-Mỹ rơi xuống đáy kể từ sau chiến tranh lạnh và những vấn đề nổi cộm ở Đông Á, gồm cả Đông Nam Á và Đông Bắc Á, do chiến lược xoay trục an ninh của Mỹ và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Bên cạnh những vấn đề đối nội có sự khác biệt giữa Nga và Mỹ, thì cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu Ukraine là vấn đề đối ngoại có ảnh hưởng lớn nhất đến vị thế của hai nhà lãnh đạo Putin và Obama. Ưu thế hiện nay đang nghiêng về phía Nga. Sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở miền Đông, Velikhai đã tỏ rõ tham vọng độc lập với Kiev và đi theo láng giềng Nga. Điều này khiến Kiev thực sự nổi giận, bởi trước đó họ đã đạt được thỏa thuận với phe này về một kế hoạch hòa bình mà trong đó miền Đông vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine. Khủng hoảng đang ngày càng có xu hướng leo thang khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới đây đe dọa hủy bỏ quy chế tự trị ở miền Đông, đồng thời ra lệnh triển khai quân đội đến khu vực này để bảo vệ các thành phố mà Kiev đang kiểm soát. Nguy cơ về một cuộc đối đầu đang hiện hữu, đe dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình vừa đạt được không lâu tại Minsk. Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh triển khai các đơn vị quân sự mới tới các thành phố miền Đông Nam để đề phòng nguy cơ phe ly khai mở chiến dịch xâm chiếm. Ông Poroshenko tuyên bố các đơn vị này sẽ bảo vệ những thành phố trọng yếu như Mariupol, Berdyansk, Kharkiv và khu vực phía bắc vùng Lugansk. Dù vậy, ông Poroshenko khẳng định chính quyền Ukraine vẫn sẽ tuân thủ thỏa thuận hòa bình đã đạt được với quân ly khai và Nga. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là tôi ủng hộ một kế hoạch hòa bình cho Ukraine và sẽ nghiêm túc tuân theo thỏa thuận Minsk, nhưng không có nghĩa là Ukraine không sẵn sàng cho những hành động mang tính quyết định nếu phải đối mặt với một kịch bản tiêu cực. Song song với các biện pháp tăng cường quân sự, Tổng thống Ukraine cũng để ngỏ khả năng thắt chặt các biện pháp trừng phạt về mặt kinh tế đối với các khu vực lực lượng đòi ly khai đang kiểm soát. Ngay sau đó, Kiev cho biết sẽ không cung cấp các khoản trợ cấp tài chính cho khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine nữa. Theo Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, các khoản tiền của chính phủ không phải để tài trợ cho khủng bố. Tất cả các khoản lương hưu, các khoản thanh toán xã hội và những khoản khác được tính cho tất cả mọi người. Nếu những kẻ khủng bố rút ra khỏi các vùng lãnh thổ của Donetsk và Lugan, chúng tôi sẽ cấp lại các khoản này cho những người có quyền được hưởng mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Trong khi đó, từ Bruxelles, Tổng thư ký Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã cáo buộc quân đội Nga vẫn tiếp tục hiện diện trong lãnh thổ phía đông Ukraine và một lực lượng quân đội Nga đang hướng gần đến phía biên giới với Ukraine. Chúng tôi quan sát thấy quân đội Nga đang tiến gần đến biên giới. Nga vẫn tiếp tục đào tạo và cung cấp vũ khí cho quân ly khai. Nga hiện vẫn phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này của phương Tây. Không chỉ khiến tình hình khu vực trở nên bất ổn hơn, cuộc bầu cử tại miền Đông cũng đẩy mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi vào tình trạng đối đầu với những cảnh báo trừng phạt mới được đưa ra. Trong khi Nga khẳng định tôn trọng nguyện vọng của người dân khu vực Đông Nam Ukraine sau cuộc bầu cử, thì Mỹ, Liên minh châu Âu và NATO cùng tuyên bố không công nhận kết quả các cuộc bầu cử tại miền Đông, lên án các cuộc bầu cử này và coi đó là bất hợp pháp. Sau ngày bầu cử ở miền đông Ukraine một ngày, chính quyền Mỹ đã chính thức có phản ứng về cuộc bầu cử này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ coi các cuộc bầu cử tại Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp. Mỹ không công nhận và lên án cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine. Chúng tôi không công nhận bất kỳ người lãnh đạo nào được lựa chọn từ cuộc bầu cử bất hợp pháp này. Theo bà Psaki, việc chính phủ Nga công nhận kết quả cuộc bầu cử tại miền đông Ukraine sẽ làm cô lập thêm nước này. Tuy nhiên, bà Psaki không cho biết cụ thể những biện pháp gây sức ép thêm đối với Moscow mà Washington sẽ áp dụng. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua 5 tháng 11 tuyên bố châu Âu sẽ không dỡ bỏ bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine sau cuộc bầu cử mà bà cho là phi pháp diễn ra hôm 2 tháng 11 vừa qua ở miền Đông. Tôi nhắc lại rằng cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 vừa qua không phù hợp với thỏa thuận ở Minsk, cụ thể là điều 9 của thỏa thuận này. Vì thế sẽ không có khả năng giảm bớt hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã được áp đặt. Chúng ta phải quay lại kế hoạch ở Minsk và đạt được một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang đánh giá về tình hình tại Ukraine để quyết định có tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hay không. Dự kiến vấn đề Ukraine sẽ được đề cập tại cuộc họp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu vào ngày 17 tháng 11 tới. Trái với ý đồ chính trị của các bên liên quan, đối với người dân miền đông Ukraine, cho dù là ly khai hay ở lại, mong ước cuối cùng của họ chỉ là bình yên. Thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông vào đầu tháng 9 vừa qua đã thắp lên hy vọng về một nền hòa bình. Nhưng trước những diễn biến mới này, mong ước của họ có vẻ như càng xa vời. Mặc dù quân ly khai đã giành được thắng lợi bầu cử, nhưng pháo kích ở miền Đông vẫn nổ. Dân thường vẫn phải chịu đựng một cuộc sống hiểm nguy trong bom đạn. Hôm qua, hai học sinh của một trường trung học thuộc huyện Kuibysheski, Donetsk đã thiệt mạng trong vụ pháo kích. Sự việc là hậu quả của các cuộc pháo kích dồn dập giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai kéo dài suốt cả ngày 5 tháng 11 tại đây. Vì thế, những gì mà người dân ở đây mong muốn nhất vẫn là hòa bình có thể lặp lại sau cuộc bầu cử. Tôi hy vọng hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực này, để mọi thứ trở lại ổn thỏa đối với chúng tôi và không ai bị giết hại nữa. Mọi người sẽ được sống tốt. Tất nhiên là các bên nên đối thoại để tình hình ít nhiều được yên bình trở lại, bởi không có cách nào khác hay điều gì có thể đạt được thông qua chiến tranh. Cũng xuất hiện những lo lắng rằng khu vực miền đông Ukraine sẽ bị thế giới bỏ rơi. Bạn có biết rằng những gì đang xảy ra ở đây giống như đã từng xảy ra ở vùng Transnistria khi chúng tôi không được ai công nhận. Chuyện tiếp theo là gì? Chúng tôi sẽ bị cô lập. Tôi rất sợ điều đó. Theo số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng và 824.000 người phải đi tị nạn trong vòng 7 tháng giao tranh tại miền đông Ukraine. Mâu thuẫn Đông Tây chưa bao giờ ngồi ngoài, một lần nữa lại trỗi dậy khi Nga hoan nghênh và ủng hộ cuộc bầu cử ở miền đông Ukraine. Còn Mỹ và các nước châu Âu tuyên bố không chấp nhận cuộc bầu cử này, đồng thời đe dọa sẽ tăng cường trừng phạt Nga. Xem ra thì cuộc chạy đua quyền lực chính trị đang đẩy người dân quốc gia Đông Âu này rơi vào tình thế khó khăn nhất kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Chủ Đông Chúng ta ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 18h30 ngày mai.